Sao lại khóc nữa? Khóc nữa. Thương cái gì đâu kìa. Nó nhẹ cái tim của nó. Sao vậy? Không được. Trời ơi. Trời. Khóc nữa. Không. Đi Long Thành mà muốn đi Biên Hòa. Trời ơi. Mẹ nói không biết là mẹ có còn đi theo con để đi trên ngoài cái máy bay đó nữa hay không? Đó thì bị đó, ý tưởng thì mẹ thì bị cái mọi cái máy bay cân sự nó. Quê nhà mẹ đang gia ao trước sân. Bỗng có một người không quen tìm đến báo tin rằng xin có lời thầm thật phong ưu, con của bà đã đờn sống nở nước thế. Xuất sắc. Chắc có câu chuyện liền. Rồi chứ làm sao mà hát được cái tình đang tự thấy đó. Rồi giờ ai trả bài đi? Mẹ rung rẩy buông rơi chiếc áo, nước mắt già nua ràng rùa tuôn trào. Nghe không? Vui liền. Ai xin quay, đang quay. Được chửi thề. Quay chữ đó chứ. Yes, được chửi thề. Mẹ muốn gọi hai tiếng con ơi, trong nức nở nghẹn ngào. Đó rồi mẹ mới tức tưởi bỏ cơm bỏ nước đồng. Đi suốt mấy chặng đường mới đến tận Nghĩa Trang. Nhìn quanh mình không thấy bóng một người thân, nhưng đồng cảnh ngủ nên chỉ nhìn nhau qua nước mắt. Ôi những mảnh khăn tan, những lời than khóc buồn nào bằng câu dinh biết ngàn thu. Hữu hồn nha. Đó thấy không? Hát ra cái hình ảnh cho cái câu chuyện. Ghê lắm, ghê lắm, nói chung ghê lắm. Ghê lắm, con người này ghê lắm. Không, này học đúng nốt với tinh thần học. Không tinh thần học nổi đâu, con người này ghê lắm. Em ơi em hãy bước vào đây, hãy bước vào đây kéo sương khuya thăm lành. Em ơi em hãy bước vào đây, em hãy bước vào đây kéo sương khuya ấm lành. Mái tóc em tôi còn dương mùi son phấn. Mái tóc em tôi còn dương mùi son phấn. Và đôi mắt thâm sâu còn đậm nét u buồn. Và đôi mắt thâm sâu còn đậm nét u buồn. Sân khấu về khuya tiếng hát lạnh cung đàn. Sân khấu về khuya tiếng hát cung đàn. Em vội lau nhẹ lớp phấn. Em vội lau nhẹ lớp phấn. Ờ. Nhắc tuồng chưa kịp nên chị không thể ca. Cái câu cuối lại gì là cái chỗ gì kem khác chết bằng nhung gì đó. Hai bức mạng nhung có mạnh lực huy quyền. Khi hai bức mạng nhung vẫn muốn đợi sừng. Ủa lộn trang hát lộn tuồng. Lộn tuồng. Lộn tuồng. Lộn tuồng. Lộn tuồng. Hai bức mạng nhung mà muốn đợi sừng sừng. Lộn tuồn. Mà cái bài đó là cái bài về cung nữ.
bốn bức tường cao vẫn muốn đời sừng sững, chôn chết cuộc đời một cung nữ già nua. Dạ, 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 sông sâu bên lỡ bên bồi, tình anh ban chiếu muôn đời không phai. Sông sâu bên lỡ bên bồi, tình bữa hát ngọt lắm mà, bữa có hát ngọt lắm mà, đời không phai. Các anh Ly thử coi cưng. Anh Ly này. Rồi coi. Ôi anh Ly. Sông sâu nè, hai ba. Sông sâu bên lỡ bên bồi. Vô. Có ca ngợi đó. Sông sâu bên lỡ bên bồi, tình anh ban chiếu muôn đời không phai. À, rồi. Rung. Hát cho thành nhạc luôn. Đúng rồi. Nhạc nhạc pop á. Câu đó đi, con hát cho. Giải nó không được ra câu. Đây, cái được cái được qua cái được. Đúng, sắc sắc rồi. 2 3. Sông sâu bên lờ bên bồi, tình anh bán chiếu trọn đời không phai. Trời vô nha. Nhớ nha. Sông sâu 2 3. Sông sâu bên lờ bên bồi, tình anh bán chiếu trọn đời. Tình anh bán chiếu trọn đời không phai. Bây giờ đến lúc nói con quay lại. Vô nghe. Để cao cao lên. 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 Cao thì má đòi ngồi cái ghế này nè, ghế gì ghế gì hoài, cái này là ghế gì hoài mình đây là ghế lười. Mẹ qua đây coi má nè, đây cho mẹ ngồi nè, đây cho mẹ ngồi. Sao nó lười dữ vậy? Phải lên vậy ngồi lại không vậy? Không, cái này phải ngồi đúng đúng. Sao mẹ, sao mẹ, sao vậy mẹ? Một cái này đó là phải cái người già, cái người mà cục kìa nó tụt xuống. Thử ráng đi mẹ, ráng đi mẹ ơi. Đang ngửa đó, đang ngồi. Đang lún nha nè. Mẹ này lại gian ngồi được mẹ. Vô đây nè. Mẹ ngồi không được, mình ngồi được. Cái này giống hơi, tại vì mẹ nặng. Mẹ ngồi không được nè, nhân cho ra cho mẹ ngồi. Vô á. Vô. Ồ, mặt cảnh liền ha, mặt xem chậu. Đây, ngồi này, trọn vẹn.